với việc ông Trần Tiến Đại một lần nữa nắm sa bàn chỉ đạo đội bóng Công an Hà Nội, liệu điều này có thể giúp nhà đương kim vô địch chơi thăng hoa ở trận đấu tới? Tại vòng 19 V-League mùa giải 2023-2024, nhà đương kim vô địch câu lạc bộ Công an Hà Nội sẽ có chuyến hành quân vào Nam để làm khách trước câu lạc bộ BK Max Bình Dương tại sân Gò Đậu. Đây hứa hẹn sẽ là một trận cầu hấp dẫn khi mà cả hai bên hiện tại đều đang góp mặt trong cuộc đua vô địch. Trước vòng đấu này, câu lạc bộ Công an Hà Nội đang xếp thứ hai trên bảng xếp hạng với 31 điểm, trong khi Bình Dương đứng thứ tư với một điểm ít hơn. Và khi mà cách biệt với đội đầu bảng Nam Định đang ngày càng gia tăng thì cả hai chắc chắn đều hiểu rằng mình sẽ không thể tiếp tục đánh rơi điểm trong các vòng đấu còn lại. Ở vòng đấu trước, câu lạc bộ Công an Hà Nội đã giành thắng lợi 3-1 trước Khánh Hòa trong cơn mưa tầm tã đầu hạ tại Hà Nội. Tuy nhiên, trận thắng này cũng không thể giúp huấn luyện viên Kia Tisak có thể tại vị an toàn, khi mà trước đó đội bóng của ông đã liên tiếp gây thất vọng với các trận thua trước các đối thủ Nam Định và Quảng Nam. Sau sự ra đi của Di Cô Thái, vào lúc này giám đốc kỹ thuật câu lạc bộ Công an Hà Nội, ông Trần Tiến Đại đang là người tạm nắm sa bàn đội bóng đó có thể sẽ là một bất lợi đối với nhà đương kim vô địch, song cũng sẽ là chất xúc tác giúp dàn sao đội bóng thủ đô thi đấu nỗ lực và quyết tâm hơn nữa, để qua đó vượt qua thử thách mang tên Barca Mách Bình Dương ở vòng 19. Về phía đội chủ nhà Bình Dương, dù đang nắm những lợi thế nhất định trước vòng đấu này, nhưng trên thực tế đội bóng đất thủ cũng đang không quá tự tin sau chuỗi trận tệ hại vừa qua. Trước vòng đấu này, Bình Dương đang không có được phong độ cao khi để thua hai trận liên tiếp, rộng hơn trong 6 lần ra sân gần nhất từ cuối tháng 3 tới nay, đội bóng đất thủ cũng chỉ kiến được duy nhất một trận thắng song thắng lợi đó của Bình Dương cũng không được đánh giá cao khi họ vượt qua đội bóng đang gặp khủng hoảng là câu lạc bộ Khánh Hòa với tỷ số 3-1. Còn trong 5 trận còn lại, các học trò của huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức đã không thể có được kết quả như ý muốn, mà bốn trong đó đều là những thất bại. Với thành tích thi đấu nghèo nàn này, chắc chắn thầy trò huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức đang rất muốn tận dụng cơ hội câu lạc bộ Công an Hà Nội vừa thay tướng để đánh bại đối thủ. Nếu giành được chiến thắng, điều này sẽ giúp đội bóng đất thủ sốc lại tinh thần sau những màn thể hiện tệ hại vừa qua. Tuy nhiên đây chắc chắn không phải mục tiêu dễ dàng thực hiện với thầy trò ông Lê Huỳnh Đức bởi câu lạc bộ Công an Hà Nội đang là một đối thủ khá khó nhằn đối với họ. Thực tế trong cả hai lần chạm mặt nhau trong năm 2023, Bình Dương đều phải nếm mùi thất bại trước đội bóng thủ đô. Thậm chí trong trận đấu lượt đi mùa giải này, họ đã để thua đậm 0-3 ở hàng đẫy. Vì vậy đội bóng chủ nhà sẽ phải thi đấu hết sức thận trọng ở trận tới. Với những màn trình diễn khá ấn tượng của những tiến linh, vĩ hào hay Asimen Sakli trong thời gian gần đây, đội bóng đất thủ hoàn toàn có hy vọng giành điểm một khi thi đấu tập trung và chất chiêu các cơ hội xuất hiện trước khung thành đối thủ. Đang kém câu lạc bộ thép xanh Nam Định đến 8 và 9 điểm trên bảng xếp hạng, dù cho mùa giải vẫn còn đến 7 vòng đấu nữa. Nhưng có lẽ cả câu lạc bộ Công an Hà Nội và BKMX Bình Dương đều hiểu trận đấu ở vòng đấu thứ 19 này là chung kết tranh huy chương bạc của mùa giải. Mục tiêu bắt kịp điểm số của Nam Định thậm chí là lên ngôi vô địch dường như là bất khả thi. Sau thất bại với tỷ số 2-4 của câu lạc bộ thép xanh Nam Định trên sân thiên trường trước Maryland Quy Nhơn Bình Định ở vòng đấu thứ 15 ngay trước thời điểm giải vô địch quốc gia tạm dừng để đội tuyển U23 Việt Nam thi đấu tại vòng chung kết U23 châu Á, nhiều cổ động viên trung lập kỳ vọng câu lạc bộ Công an Hà Nội và BKMX Bình Dương sẽ quật ngã thép xanh Nam Định ở vòng đấu thứ 16 và 17, qua đó rút ngắn về điểm số và vượt lên trên Nam Định trong cuộc đua vô địch. Như vậy giải đấu sẽ hấp dẫn và gay cấn cho đến những vòng đấu cuối. Thế nhưng điều ấy không xảy ra. Đúng với thời điểm nhạy cảm cần duy trì phong độ, cần thể hiện bản lĩnh thì cả câu lạc bộ Công an Hà Nội và BKMX Bình Dương đều hụt hơi. 3 vòng đấu gần nhất câu lạc bộ Công an Hà Nội chỉ kiếm về 3 điểm trong 9 điểm tuyệt đối qua đó để thép xanh Nam Định gia tăng khoảng cách lên tới 8 điểm. Tương tự BK Match Bình Dương cũng chỉ thu về có 3 điểm trong 9 điểm tuyệt đối và đang để Nam Định bỏ xa tới 9 điểm trên bảng xếp hạng. Ở vòng đấu trước nếu câu lạc bộ LP Bank của Hoàng Anh Gia Lai không xuất sắc cầm hòa thép xanh Nam Định thì điểm số đội bóng thành Nam đã vượt lên 41 điểm hơn đội xếp thứ hai tới 10 điểm cuộc đua vô địch coi như khép lại. Như đã nói dù câu lạc bộ Công an Hà Nội và BK Match Bình Dương đội nào giành chiến thắng ở vòng đấu này cũng chỉ chắc vị trí số 2 và tạm thu hẹp khoảng cách điểm số trước thép xanh Nam Định về khả năng đua vô địch là rất mong mạnh. Thực tế với những gì đã thể hiện rõ ràng ngôi vô địch xứng đáng thuộc về thép xanh Nam Định như phát biểu của huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức sau trận thua 1-3 trước Nam Định ở sân Thiên Trường, với câu lạc bộ Công an Hà Nội và BKMX Bình Dương họ kết thúc trong top 3 thể hiện đúng năng lực phong độ trong mùa giải này. Tuy nhiên với việc Bình Định đang chơi ổn định, Đông Á Thanh Hóa tìm lại mạch thắng nếu không cẩn thận ngay cả vị trí giành huy chương bạc và huynh chương đồng của câu lạc bộ Công an Hà Nội và BKMX Bình Dương cũng khó giữ được. Trước trận đấu này, như chúng tôi đã phân tích phong độ của câu lạc bộ Công an Hà Nội là tốt hơn so với BKMX Bình Dương. Ở 5 trận gần nhất đội bóng ngành công an có 3 trận thắng và nhận 2 thất bại, trong khi đội chủ sân Gò Đậu chỉ có 1 trận thắng 1 trận hòa và để thua đến 3 trận ở 5 vòng đấu gần nhất. Tuy nhiên ở vòng 19 này câu lạc bộ BKMX Bình Dương có lợi thế sân nhà mặc dù vậy ở vòng đấu gần nhất Bình Dương cũng phải đá tại sân Đông Á Thanh Hóa. Do đó về khó khăn trong di chuyển cả câu lạc bộ Công an Hà Nội và BKMX Bình Dương đều không có quá nhiều khác biệt. Mặc dù vậy, câu lạc bộ Công an Hà Nội lại có xáo động trên băng ghế huấn luyện khi huấn luyện viên Kiatisak bất ngờ chia tay đội bóng ngành công an để trở về Thái Lan. Nhiều thông tin cho biết Jinco Thái có thể được bổ nhiệm huấn luyện viên tuyển U23 Thái Lan. Mục tiêu của họ là lên ngôi vô địch SEA Games 2025 được tổ chức trên sân nhà. Nhiều khả năng người thay thế huấn luyện viên Kiatisak là trợ lý Trần Tiến Đại. Thực tế, câu lạc bộ Công an Hà Nội liên tục thay đổi tướng trong hai năm chơi ở V-League nên không tác động nhiều đến tâm lý cầu thủ. Với việc lịch thi đấu V-League gộp dồn với 6 vòng đấu trong vòng 30 ngày điều này ảnh hưởng lớn đến phong độ của các câu lạc bộ. Việc thép xanh Nam Định đã xảy chân với trận hòa trên sân Hoàng Anh Gia Lai cuối tuần qua, trong nhóm bám đuổi, câu lạc bộ Công an Hà Nội đã tận dụng thời cơ rất tốt khi đánh bại Khánh Hòa. Nhà đương kim vô địch còn kém Nam Định 8 điểm nữa và họ buộc phải toàn thắng hết các vòng còn lại để níu giữ hy vọng bảo vệ ngôi vương. Tuy nhiên, cả câu lạc bộ Công an Hà Nội và Nam Định đều gặp những thử thách khó ở vòng 19. Nam Định sẽ làm khách đến Viettel còn câu lạc bộ Công an Hà Nội hành quân đến sân Bình Dương. Trước khi chờ đợi Nam Định tiếp tục vấp ngã, câu lạc bộ Công an Hà Nội cần hoàn thành tốt mục tiêu 3 điểm, nhưng Bình Dương cũng chỉ kém câu lạc bộ Công an Hà Nội đúng một điểm. Điều đó đồng nghĩa sẽ có một chiến mã bị bỏ lại sau vòng này. Với chất lượng đội hình cũng như phong độ, câu lạc bộ Công an Hà Nội đang được đánh giá nhỉnh hơn. Dù vậy, nhà đương kim vô địch lại mới có biến động nhân sự. Huấn luyện viên Kiati Sắc từ chức để trở về Thái Lan giải quyết chuyện gia đình. Câu lạc bộ Công an Hà Nội sẽ đến Bình Dương mà chưa có huấn luyện viên trưởng mới. Nhiều khả năng giám đốc kỹ thuật Trần Tiến Đại sẽ làm huấn luyện viên tạm quyền. Đó là lợi thế cho Bình Dương, đội bóng đến lúc này vẫn chưa cho thấy sự ổn định. Điểm yếu lớn nhất của Bình Dương vẫn là hàng công, 22 bàn là thành tích kém nhất trong số 7 đội dẫn đầu. Trong hai lần đụng độ trước, câu lạc bộ Công an Hà Nội toàn thắng trước Bình Dương. Đội bóng thủ đô hy vọng có thể nối dài chuỗi trận này lên con số 3, nhưng Bình Dương với ưu thế sân nhà sẽ không dễ dàng để điều đó xảy ra. Bình Dương có lợi thế sân nhà nhưng nhiều khả năng sẽ chọn lối chơi phòng ngự phản công. Hàng thủ vững chắc vẫn là điểm tựa của đội chủ sân Gò Đậu. Tuy nhiên, câu lạc bộ công an hà nội lại đang có chất lượng tấn công rất tốt với phong độ cao của quang hải và jefferson nút thắt đầm ở việc câu lạc bộ công an hà nội có thể xuyên thủng mảnh lưới của bình dương trước hay philip nguyễn phải vào lưới nhật bóng từ đường phản công chất ngoáng của đội chủ nhà theo lịch thi đấu bóng đá trận đấu giữa câu lạc bộ BKMX Bình Dương và Công an Hà Nội sẽ diễn ra vào lúc 18 giờ hôm nay 19 tháng 5 trên sân gò đậu. Theo các bạn giữa BKMX Bình Dương và Công an Hà Nội đội bóng nào sẽ có chiến thắng? Hãy chia sẻ ý kiến nhận định của bạn dưới video này nhé! đừng quên like và đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất của tôi xin cảm ơn và hẹn gặp lại